Hướng dẫn thi công lưới thủy tinh gia cố chống thấm, chống đất hiệu quả tập 2. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh vlog của em Dung GSC, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng. Hôm nay, mọi người hãy cùng em tìm hiểu về chủ đề hướng dẫn thi công lưới thủy tinh gia cố chống thấm, chống nứt hiệu quả. Như chúng ta đã biết, lưới thủy tinh là sản phẩm được kết dệt từ các sợi thủy tinh, có khả năng kháng oxy hóa tốt. Loại lưới này có đặc tính không bị lão hóa, dẻo dai và sức cựu căng tốt. Sản phẩm có thể ứng dụng trong thi công thấm dột, chống nứt, bảo ôn tường cả trong và ngoài hiệu quả và là một trong những sản phẩm đang được sử dụng phổ biến trong xây dựng. Một số ứng dụng của lưới thủy tinh gia cố chống nứt, chống thấm cho tường, sàn bê tông kết hợp với chất chống thấm dạng lỏng, dùng để chống thấm đặc dụng những vị trí quan trọng như góc chân tường, trần, mái nhà. Lưới thủy tinh dùng chống nước cho việc đổ bê tông, chống nứt cho mối tường thạch cao, sử dụng với tường có lắp đặt các vật liệu cách âm cách nhiệt. Quy trình thi công tấm chống thấm sử dụng lưới thủy tinh. Bước 1. Tạo bề mặt thi công và vệ sinh bề mặt cần thi công chống thấm. Bề mặt thi công như vách tường, sàn nhà cần được làm sạch trước khi tiến hành thi công. Cần đảm bảo vị trí thi công phải được bằng phẳng, các vị trí nhấp nhô gập ghềnh có thể đục tẩy để tạo bề mặt bằng phẳng giúp thi công đảm bảo hơn. Bước 2. Lót lớp hồ mỏng. Sau khi chuẩn bị xong bề mặt bằng thì cần phủ một lớp xi măng mỏng trên bề mặt dày khoảng 3 mm, tiến hành đặt lưới vào giữa hai lớp vữa như sau. Lớp vữa mỏng, lưới thủy tinh, lớp vữa hoàn thiện. Khi đang ướt thì nên tiến hành đặt phẳng lưới thủy tinh lên trên bề mặt vữa này theo chiều từ trên xuống, từ trái qua phải và theo hướng nhất định. Tấm lưới đặt sau phải trải đè lên tấm lưới trước ít nhất 10 cm. Bước 3. Cán vữa hoàn thiện. Khi lưới thủy tinh bám vào bề mặt của lớp vữa lót trong cùng thì tiến hành thi công lớp vữa hoàn thiện bên ngoài. Thi công bằng bàn chải, bàn bả cho phẳng. Sau khi thi công, hai lớp vữa lót trong và lớp ngoài hoàn thiện sẽ tạo thành liên kết dính chặt vào nhau thành một khối thống nhất, giúp tối ưu bề mặt phẳng. Chờ vữa khô thì hoàn toàn thì mới tiến hành thi công các hạng mục khác để tránh tác động bề mặt tường. Khi lớp vữa còn ướt sẽ gây sủi bọt khí, nứt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Nếu có ý kiến gì thì mời mọi người hãy để lại bình luận dưới video nhé. Và để được tư vấn miễn phí về xây nhà, xin mời mọi người hãy liên hệ với em qua số hotline 0949 423 009. Em xin cảm ơn.